Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo iZOP khá là ngon ở cái sàn Namjoy này. Hiện tại thì sàn Namjoy đang có một cái chương trình iZOP, tức là mình sẽ là người đăng ký mới được nhận là 140.000 cái đồng bull này nhá. Và cái người mà trực tiếp giới thiệu nhận được 28.000 này. Và cái người giới thiệu gián tiếp ấy, nhận được là 7.000 nhá. Đây là một cái sự kiện iZOP khá là ngon trên cái sàn Namjoy. Trước tiên lần đầu các bạn biết tới kênh mình thì bạn đăng ký kênh mình và bấm một quả chuông nhé. Bạn chọn là nhận tất cả thông báo nhé. Thì khi mình đăng tải video hay là cập nhật một cái kèo iZOP lên thì các bạn đều có chuông thông báo để các bạn xem và các bạn biết được nhé. Đối với cái sàn Namjoy này thì mình đã có rất nhiều cái video để hướng dẫn các bạn cách đăng ký KYC cũng như là cách giao dịch mua bán quài đây hay là cách nạp rút rồi. Thì ở video này mình thì hướng dẫn các bạn cách sơ qua về cách đăng ký cũng như là thể lệ chương trình iZOP ra sao, về cách tham gia iZOP như thế nào nhé. Vì mình sẽ để dành cái thời gian để mình quay thưởng cho bạn ở cái event Tết này nhé. Vì là cái thời gian mình quay thưởng này mất khá nhiều video của mình đấy. Thì mình sẽ tóm tắt lại cái sự kiện iZOP cũng như là hướng dẫn sơ qua cho các bạn cách tham gia thể lệ như nào và cách đăng ký ra sao. Mình sẽ hướng dẫn nước cho các bạn và mình sẽ để cái video gốc hướng dẫn đăng ký cũng như là KYC và cách giao dịch để cho các bạn xem chi tiết hơn nhé. Và đây là cái sự kiện iZOP của sàn Namjoy nhé. Thì mình tóm tắt sơ qua một chút. Cái iZOP này dành tất cả cho thành viên mới cũng như là thành viên cũ này. Nếu như thành viên mới sẽ được nhận là 140 triệu cái đồng bull này. Giới thiệu trực tiếp sẽ nhận được 28 triệu và giới thiệu gián tiếp thì nhận được là 7 triệu. Và cái thời gian diễn ra từ ngày 20 tháng 1 năm 2022 và sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức là sẽ tròn một tháng ấy. Và đây cũng là một cái cơ hội cho các bạn là kiếm từ cái sự kiện iZOP này khá là tốt đấy. Cái đối tượng tham gia thì bao gồm tất cả các thành viên cũ và thành viên mới nhé. Đặc biệt là thành viên mới thì các bạn sẽ có cơ hội là nhận được nhiều hơn là cái thành viên cũ nhé. Ở đây các bạn cần phải để ý cái sự kiện này. Cái nội dung sự kiện là 1 triệu thành viên đầu tiên tham gia sẽ chia sẻ quỹ thưởng với các nhiệm vụ như sau. Một là đăng ký là nhận được là 140 triệu này. Giới thiệu nhận được 28 triệu này. Giới thiệu gián tiếp nhận được là 7 triệu nhé. Thời gian phân phối là hệ thống phân phối đồng Bull token này tối đa là 3 ngày sau khi thực hiện nhiệm vụ thành công. Bull sẽ khóa và mở khóa sau 90 ngày kể từ khi tài khoản thực hiện thành công một giao dịch support bất kỳ trên Namjoy nhé. Tức là cả khi mà các bạn đã nhận cái đồng Bull này về tài khoản của các bạn rồi đấy thì sẽ khóa sau 90 ngày và sẽ mở khóa với cái điều kiện là các bạn phải giao dịch ít nhất là một lệnh giao dịch nhé. Ít hay nhiều thì các bạn cũng cần phải thực hiện một cái lệnh giao dịch để mình được mở cái khóa này nhé. Ở đây là cái nguyên tắc thì các bạn có thể vào để các bạn đọc thêm nhé. Phần lớn thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua các bạn cách đăng ký nhé. Để mà tham gia sự kiện thì các bạn click vào cái đường link mình để phần mô tả cũng như là bình luận video nhé. Đầu tiên này các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản nhé. Bên trên thì các bạn sẽ ghi cái mail của mình nhé. Và bên dưới thì các bạn sẽ ghi mật khẩu này. Các bạn cần phải xác minh lại mật khẩu ở cái dòng bên dưới một lần nữa nhé. Các bạn có thể để con mắt này hiện lên mình nhìn cái mật khẩu mình cho dễ nhé. Ở đây là nhập cái mã xác minh, tức là cái mã mà các bạn kích đây này, nhận xác minh thì nó sẽ gửi về cái mail này nhá. Xong rồi thì các bạn sẽ đồng ý cái điều khoản này, click đây đăng ký nhá. Thì đây mình sẽ đăng ký sơ qua cho các bạn biết cách đăng ký nhá. Sau khi mà các bạn ghi mail này, mật khẩu thì mình click đây mình nhận cái mã xác minh gửi về mail nhá. Đó mình bấm đây. Đây hệ thống yêu cầu mình xác minh cái người máy đấy, thì hệ thống yêu cầu đèn giao thông, bạn tìm ba hình này, các bạn click ở đây nhá. Thì cái mã sẽ gửi về mail. Giờ mình mở cái mail lên, mình làm mới lại cái mail này. Như vậy mình đã nhận được cái mã xác minh từ sàn Namjoy nhé. Đây chính là cái mã này, mình sẽ sao chép cái mã này nhé. Các bạn sao chép cái mã để mình bôi đen đen này nhé. Đây chính là cái mã này. Rồi quay về giao diện đăng ký thì các bạn cần phải dán cái mã vào đây nhé. Xong rồi mình tích đồng ý cái điều khoản này, mình click đây đăng ký nhé. Mình lưu luôn lại này. Như vậy là mình đã đăng ký thành công nhé. Thì đây là chính là cái tài khoản của mình. Sau khi mà các bạn đã đăng nhập vào sàn thành công thì cái điều đầu tiên mình cần phải liên kết cái số điện thoại trước nhé. Các bạn click cái biểu tượng hình người nhé. Các bạn đến cài đặt tài khoản thì ở đây hệ thống yêu cầu này liên kết số điện thoại nhé. Xong rồi các bạn mới KYC nhé. Các bạn click vào cái số điện thoại này. Ở đây nó có cộng 84, tức là cái mà mã vùng Việt Nam, thì các bạn bỏ số 0 đi. Các bạn ghi số điện thoại đây nhé. Và các bạn click đây mà hệ thống sẽ gửi cái code về cái số điện thoại mình. Dòng bên dưới thì các bạn click ở đây để hệ thống gửi cái code về mail nhé. Các bạn copy cái code số điện thoại các bạn dán đây và cái code của mail các bạn dán đây. Các bạn click gửi đi nhé, là cái việc của mình xác minh cái số điện thoại là hoàn tất.
rồi các bạn mới đến là cái KYC cái ID của mình nhé. Ở đây thì các bạn bấm vào là xác minh cái ID để mình thực hiện quá trình KYC nhé. Ở phần quốc tịch thì các bạn ghi chữ là Việt Nam để mà nó loát ra Việt Nam nhé. Bạn ghi Việt Nam đây. Đó, thì ở đây là Việt Nam, bạn click đây nhé. Rồi đến phần họ thì các bạn đều ghi là không dấu cho mình nhé. Ví dụ là Nguyễn đi. Văn nhé. Ví dụ Nguyễn Văn này. Bên này là A nhé. Đó. Các bạn ghi như này cho mình nhé. Và các bạn chọn cái chỗ này thì các bạn có thể chọn cái giấy tờ các bạn này. Ví dụ như passport là hộ chiếu này, cái card này này, bằng lái xe này, các bạn chọn card đi. Card thì các bạn có thể là nhập cái số thẻ căn cước hay là giấy chứng minh nhân dân đây nhá. Rồi các bạn kích là gửi đi nhá. Cái này thì mình có một cái video gốc hướng dẫn rất là chi tiết về KYC thì các bạn là xem phần mô tả để cái đường link video cho các bạn vào xem nhá. Ở đây mình nói sơ qua thôi. Sau khi mà các bạn bấm cái nút này gửi đi thì đến một cái bước nữa là các bạn cần phải xác minh nâng cao nhá. Xác minh nâng cao thì nó khá đơn giản thôi, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái từ giấy trắng này, các bạn ghi họ tên là Nguyễn Văn A này, năm Gioi Gốt 3 này, và cái cú pháp KYC sẽ là 5 tháng ngày, tức là năm là 2022, tháng là tháng 1, ngày thì các bạn ghi cái ngày các bạn KYC nhé. Cái khung bên này các bạn cần phải để cái giấy tờ các bạn KYC là thẻ căn cước hay là giấy chứng minh nhân dân nhé. Các bạn chụp ảnh nhé, xong rồi các bạn úp cái file ảnh lên để các bạn thực hiện cái xác minh nâng cao nhé. Trong cái quá trình mà các bạn gửi cái đơn KYC đấy thì các bạn có thể là đăng nhập vào cái sàn của mình, các bạn có thể lấy cái liên kết giới thiệu bạn bè, các bạn là kiếm thêm cái token từ cái sự kiện iJob mình nhé. Trên giao diện này nó có rất nhiều chế độ, các bạn lấy liên kết này, các bạn thể vào cái hình người mình, các bạn vào lời mời của tôi nhé cũng có, hoặc là các bạn nhìn thấy chỗ mà giới thiệu bạn bè, các bạn click đây nhá. Ở đây sẽ có hai cái mục cho bạn lấy cái đường liên kết giới thiệu, một là bạn sao chép cái mã này gửi bạn bè nhập vào cái phần đăng ký nhé, và cái lời mời nó bắt buộc phải nhập thì các bạn có mã này. Nhưng mà cách nhanh nhất thì bạn lấy liên kết nhé, bạn sao chép đây này. Khi các bạn sao chép liên kết này nó bao gồm cả cái mã ở trong này rồi nhé. Đó, các bạn kích sao chép này. Thì các bạn mang cái liên kết đi mời bạn bè mà các bạn kiếm thêm cái đồng token từ cái sự kiện mà iJob này nhé. Và cái sự kiện này nó có tức là Z 3 tầng thì khá là ngon đấy. Các bạn có thể là mời là một hai người, mà cái người cấp dưới của các bạn ấy, người ta có năng lực tốt hơn, người ta mời nhiều hơn thì các bạn cũng được kiếm từ cái gián tiếp khá là nhiều nhé. Chẳng hạn là các bạn nhìn này, bản thân mình mời rất là ít, mình mời được có 291 người thôi, nhưng mà cái cấp dưới mình ấy, họ mời được những 504 người cơ, chứng tỏ là người ta mời còn tốt hơn mình đấy, còn mình mời còn ít hơn này. Thì các bạn nào có mời bạn bè đấy mà cái cấp dưới các bạn ấy, người ta có năng lực tốt đấy, người ta mời tốt thì người ta mời được càng nhiều thì các bạn được cái mà ăn cái hoa hồng gián tiếp nhé, tức là cái lời mời gián tiếp thì các bạn cũng được thu nhập khá là tốt nhé. Bạn chỉ cần mời 10 người và 10 người đấy có một người người ta giỏi về cái giao tiếp ấy, cũng như là người ta có năng lực về cách và mời bạn bè tham gia ấy, thì các bạn cũng được nhờ khá là tốt nhé. Ở cái sàn năm Joy này trước đây nó có cái sự kiện là iJob mà cái đồng token là token Joy đấy, cũng có rất nhiều người người ta kiếm được từ cái sự kiện đấy khá là nhiều đấy. Và cái sự kiện đấy thì mình cũng đã có cái video mà chia sẻ với các bạn rất là lâu rồi, và cái sự kiện đấy là nó kết thúc rồi các bạn nhé. Và đây là một cái sự kiện iJob là hoàn toàn mới để mình tham gia, mình nhận cái đồng bull này nhá. Và như vậy mình đã chia sẻ cho các bạn một cái sự kiện iJob trên cái sàn năm Joy, từ cách đăng ký cũng như là nói sơ qua cho các bạn biết cách KYC. Và cái việc KYC thật ra nó rất là đơn giản thôi, các bạn kéo cuối trang nhé, cuối trang thì nó có cái nhóm Telegram đây, các bạn nhìn thấy này, Facebook này, Twitter này, Telegram này, các bạn có thể là Joy đây là mà xem các tin tức trong cộng đồng họ chia sẻ nhé, hoặc là các bạn cần phải hỏi đáp admin về cách KYC, các bạn có thể join vào cái Telegram này nhé, các bạn nhờ đội ngũ support họ hỗ trợ nhé. Như vậy mình đã chia sẻ khá là chi tiết về cái sự kiện iJob này, thì hy vọng các bạn xem hết video để các bạn hiểu được nhé. Và đây là một cái cơ hội cho các bạn là tham gia iJob để kiếm một cái đồng quay hoàn toàn miễn phí khá là tốt. Và bây giờ thì mình sẽ quay thưởng cho các bạn ở cái video trước nhé, cái event Tết nhé. Và giờ mình sẽ quay thưởng cho các bạn ở cái video ngày hôm qua nhé. Ở đây thì mình sẽ quay là 20 bạn nhé. Thì xem nay 20 bạn nào là người may mắn nhất nhận được cái event này nhé. Rồi, chúc mừng bạn đầu tiên là bạn Luân Hồ nhé. Thì ở đây nó khá là nhiều bạn nên mình chỉ chụp ảnh màn hình từng bạn một cho nhanh nhé.
Rồi như vậy mình quay xong 20 bạn nhá. Thì 20 bạn mình quay khá là lâu nên mình quay xong bạn nào mình chụp ảnh màn hình lại bạn đấy thôi. Thì chúc mừng tất cả là 20 bạn các bạn đã trúng được cái Advantage của mình nhá. Thì các bạn liên hệ mình qua Zalo và các bạn gửi cái ví TRX vào để các bạn nhận thưởng nhá. Và như vậy mình view lại cái ảnh chụp màn hình thì mình quay ở đây thành mất 22 giải đấy. Tức là hai bạn mình ghi nhầm số 10 đây, số 10 này. Đó, hai bạn số 10 nhá. Đến một bạn nữa là hình như một số 12 đây. Số 12 đây nhá, 11 đúng ok rồi này, 10, 11 này, 12 này. Bạn nữa lại 12 nhá. Nhưng mà không sao, nó là vui là mình lại bù thêm 30 TRX nữa, quay thành 22 bạn nhá. Không sao, nó là vui mà cũng là cái lộc của các bạn là được hưởng nên mình mới ghi nhầm hai lần là số 12 rồi, xong lại số 12 này, số 10, xong lại số 10 nữa nhá. Đấy cũng là cái lộc của các bạn và đấy cũng là cái vui là mình bù thêm tức là mình bù thêm 30 TRX nữa. Thành 330 TRX nhé, để mà chia cho 20 bạn, 22 bạn nhé. Thì chúc mừng các bạn nhé. Và các bạn cứ comment bên dưới cái video mình đang phát, thì video sau mình lại quay thưởng trên cái video mình đang phát cho các bạn nhé. Và video mình xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.